Hello, chào bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng đi săn skin mới của T2, Nhị Lăng Thần. Trước tiên thì húp mấy cái đá này thôi. Ở đợt nó tái xuất T hay là gì đó là nó sẽ bán nè, bạn để ý. Vào lấy kiếm. Binh khí của Dương Tiễn á. Được, thả chó. Chó này hao thiên khiển các bạn, chó diễn viễn, diễn viễn ba mắt, diễn viễn phải nói là một nhân vật rất là mạnh đấy. Nếu các bạn coi Tây Du Ký thì cũng biết là đã từng đánh với Ngộ Không rồi. Có trong Bảo Phong Thần nữa nè, Bảo Liên Đăng Thần Truyện nè, nhiều phim. Nếu bạn coi tập trung vào diễn viễn á thì các bạn nên coi Bảo Liên Đăng Thần Truyện á, diễn viễn hơi bị mạnh. Ồ, cái này đất đâu đất kỹ rồi. Đâu đất kỹ trong bảo văn thần. Đây đang có 207 đá. Mỗi được thì nó tăng lên. Tăng đá lên. Hay là 7 đá chắc tầm 5.000 5.000 cương ấy, xíu cho dễ tính. Lên xuống thiên xạ. Hay sao không làm con bé chó ta cho nó cho đúng rồi. Skin bed bánh xe rồi mấy cái nổ nhân phẩm không đây. Hai cái món cuối là dễ nổ nhân phẩm. Đu ngon đỉnh. Chủ hoa skin chất lượng quá em ơi. Còn 21k tiêu 7 7 dưới 5 12 à. Chỉ tốn 12.000 kim cương thôi nha là đã có skin này rồi. Còn nếu các bạn không nhân phẩm thì phát cuối 295 đá. 295 thì chắc cũng phải khá khá đấy, 7 8k nữa đây, hơi thốn đây. Cái bánh xe vô nè, bánh xe Dương Tiễn. Hoa đẹp. Cái bánh Dương Tiễn này các bạn có thể dùng cho mấy con tê khác cũng được nha. Như tê 5 nè. Hay không? Cùng với danh hiệu Pháp Thiên Tương Địa. Hay. Hoa chất lượng luôn. Muốn xếp riêng mà tông ghê. Muốn skin bô lật vãi. Đỉnh. Mà skin này chưa phải skin truyền thuyết của dòng T đâu nha bạn. Mới có skin sử thi. Sử thi mà chắc tiền đâu đó. Nếu mà ra skin truyền thuyết sắp T nó không biết như nào đi. Từ để bật ESO lên cho bạn coi. Có thêm một cái lớp lớp giáp ảo xung quanh xe nữa. ESO lên thì nó thêm được một tí thôi các bạn. Không quá gắt lắm. Căn bản là cái mặc định nó đã quá đẹp rồi. Kim chất lượng quá các bạn. Mèo quá bô quá. Đây có phải là T2 tôi biết không vậy? Đó, bét vừa hết hoạt động đó các bạn. Vọt lên là có tỷ lệ hoạt động bứt tốc nha các bạn. Do mình ẩn cái tia bét á, chứ không phải là mình chưa trang bị bét đâu. Quên bật lên cho các bạn coi cái tibet như nào. Còn tỷ 55% tỷ lệ cũng cũng cao.
boost trong 6 giây thì cũng ok. Nhằm cái phần tốc của nó, boost hơi yếu à. 4 tốc mini boost thì nó vào tốc nitro chỉ được 3 chấm mấy thôi. Nói chung thì bet này mình thấy không mạnh quá, boost tốc yếu. Đầy con map bắp bay bây giờ mà nó boost tốc cao hơn con này nhiều, kể cả mấy map free luôn. Này nó không phải cuối vậy giống vuông. ICO nè, ngắt ra bên này cũng không thời gian tốc, kiểu ngắt ra trong vòng 3 giây ICO thì mình cũng chỉ các bạn hoài rồi. Chạy tier 2 hay là sắp tới sẽ còn có con tier bit free. Nói sắp tới vậy dư còn lâu lắm, phải cả năm nữa nữa, tại con nó mới ra bên quy quy. Zing Speed Mobile, tốc độ bộc lộ kỹ năng.